điệp của Mỹ dành cho Bắc Kinh ở Biển Đông do Khánh An lược dịch. Trung Cộng chỉ đang tấn công trên tất cả các mặt trận, e là và một lúc nào đó sẽ vỡ bờ. Đối mặt với những hành động ngày càng trơ trẽn của Trung Cộng nhằm kiểm soát toàn bộ Biển Đông, quân đội Hoa Kỳ đã cho một loạt hàng không mẫu hạm lớn hoạt động ở Biển Đông để cho các đồng minh thấy rằng Hoa Kỳ sẽ không quay lưng lại với khu vực đang bị tranh chấp nóng bỏng này. Cuối tuần qua thì hai hàng không mổ hạm USS Ronald Reagan và USS Nimitz đã đi vào Biển Đông. Một thách thức khác đối với các yêu sách chủ quyền hàng hải của Trung Cộng trong khu vực với các đồng minh của Hoa Kỳ. Đây không chỉ nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải, mà còn là các cuộc tập trận có cả máy bay phản lực, máy bay trinh sát và máy bay trực thăng trong khi Hải quân Trung Cộng tổ chức các cuộc tập trận cạnh tranh gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam và Đài Loan tuyên bố có chủ quyền. Các viên chức quốc phòng hiện tại và trước đây lo ngại rằng Trung Cộng đã lợi dụng đại dịch corona để tăng cường nỗ lực quân sự hóa đường chính đoạn, bành trướng phần lớn Biển Đông, tuyến đường hàng hải có lượng hàng hóa giao thương trị giá hàng ngàn tỷ Mỹ Kim hàng năm và một nguồn dầu và khí đốt tự nhiên tiềm năng. Từ đầu năm nay thì trong khi Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang vật lộn với đại dịch thì Trung Cộng đã tăng cường một cách có hệ thống nhằm biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Cộng, lắp đặt các hệ thống giám sát nổi và trên các đảo nhân tạo. Khiêu khích các nước láng giềng như Việt Nam, Malaysia đã tìm cách khai thác dầu khí đối đầu với tàu chiến Philippines Trung Cộng cũng đã tăng gấp đôi phạm vi hành chính ở Biển Đông nhằm biến các đảo sang hô và đảo nhỏ thành một phần lãnh thổ mở rộng của đại lục. Kinh tế Trung Cộng lao đao do đại dịch khiến cho Bắc Kinh có thêm động lực thúc đẩy xâm lược ở Biển Đông để đề cao chủ nghĩa dân tộc thông qua các hành động chính sách đối ngoại tích cực. Có vẻ như chủ nghĩa phiêu lưu trong chính sách đối ngoại của họ đã không giảm kể từ khi có đại dịch corona. Ông Randall Striver cựu trợ lý thư ký của Ngũ Giác Đài về các vấn đề an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương cho đến tháng 12 năm 2019 cho biết Khơi dậy chủ nghĩa dân tộc sẽ có lợi khi họ đang phải vật lộn trong nước. Các hoạt động rõ ràng hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ được coi là một cách để báo hiệu giải quyết tiếp tục của Hoa Kỳ sau khi một hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt phải neo lại ở đảo Guam trong hai tháng sau khi gần 1.000 thủy thủ nhiễm virus Tôi nghĩ rằng có một số câu hỏi sau khi tàu Roosevelt ngừng hoạt động một chút về việc liệu năng lực làm việc của chúng ta có bị giảm sút hay không. Ông Stryver hiện là chủ tịch của Viện Dự án 2049, một nhóm chuyên gia cố vấn trụ sở tại Washington chính sách của Mỹ ở Á Châu. Một trò chơi dài hạn để chứng minh rằng thiên đường của Trung Cộng đã thay đổi bản chất của nước đó. Việc triển khai tàu Hoa Kỳ được thúc đẩy một phần do yêu cầu của các đồng minh Mỹ trong khu vực nhằm hạn chế hành vi của Trung Cộng. Stryver cho biết là hải quân đồng minh đã báo cáo sự tăng cường các mối đe dọa từ hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân và lực lượng hải cảnh Trung Cộng trên biển. Các tàu của Trung Cộng thường xuyên theo dõi và đe dọa các tàu đi qua vùng biển quốc tế. Gia tăng các cuộc tập trận của Mỹ các đồng minh yêu cầu Việt Nam và Đài Loan và đặc biệt là sự quan tâm mới của Philippines để đẩy lùi Bắc Kinh. Philippines, một đồng minh của hiệp ước Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte, ngày càng trở nên nồng ấm với Trung Cộng, thậm chí còn bãi bỏ một thỏa thuận của lực lượng quân sự với Washington vào tháng 2 này. Nhưng mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Cộng đã khiến cho Manila suy nghĩ lại về việc họ đã chấm dứt thỏa thuận thăm viếng quân sự một thời gian trong khi họ tìm kiếm sức mạnh của Hoa Kỳ nhằm chống lại Bắc Kinh. Trung Cộng tấn công trên tất cả các mặt trận, một viên chức quốc phòng giấu tên nói, tại một thời điểm nào đó e rằng sẽ vỡ bờ, chuyện này sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Kể từ khi chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình nắm quyền lực vào năm 2012 thì Bắc Kinh đã có lập trường mạnh mẽ hơn đối với các nước láng giềng và đánh đổi với tranh chấp lãnh thổ. Tháng 6 năm 2020, Trung Cộng đã cho đụng chết người ở biên giới Ấn Độ trong cuộc đối đầu gay gắt nhất giữa hai nước láng giềng trong nhiều thập niên và mối quan hệ kinh tế giữa hai nước trở nên tồi tệ. Luật an ninh quốc gia Hồng Kông nhằm kiểm soát Hồng Kông, nhưng có nguy cơ làm tổn thương khả năng tiếp cận thị trường vốn và thương mại quốc tế của Bắc Kinh. Các viên chức Hoa Kỳ tự hỏi khi nào thì lợi ích kinh tế của Trung Cộng có thể kiềm chế việc bành chướng của họ, ở một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới. Điều mà tôi không bao giờ hiểu về Trung Cộng là kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai thì Hải quân Hoa Kỳ đã để cho mọi quốc gia sử dụng các tuyến đường biển. Ông Keith Mabus, cựu thư ký Hải quân trong thời Obama nói, nếu họ muốn bắt đầu gây rối và muốn đóng cửa các tuyến đường hàng hải, thì họ sẽ tự thiệt hại rất nhiều về kinh tế, điều mà tôi không nghĩ là họ có thể chịu đựng được ngay bây giờ. Việc sử dụng nhiều nhóm hàng không mẫu hạm là một bước tiến so với việc sử dụng tàu thông thường để khẳng định quyền điều hướng trong khu vực. Và đó là một sự khởi đầu của ngũ giác đài dưới thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Sử dụng hai hàng không mẫu hạm trị giá hàng tỷ Mỹ Kim có nhiều mục đích. Hoạt động song hành chúng tôi có thể bảo vệ lẫn nhau và thực hiện các hoạt động bay 24 giờ, trong khi một chiếc flat -top chỉ có thể hoạt động khoảng nửa thời gian đó. Việc điều các hàng không mẫu hạm hạt nhân lớn của Mỹ vào Biển Đông tạo cơ hội cho Washington làm lộ rõ điểm yếu tương đối của Trung Cộng trong một lĩnh vực cạnh tranh hải quân trong khi Hoa Kỳ có ưu thế, không thể nghi ngờ so với sự phát triển nhanh chóng và cải tiến về kỹ nghệ của hải quân Trung Cộng. Brian Clark, một thành viên cao cấp của Viện Đại học Hudson, nói rằng Hoa Kỳ có thể thực hiện các hoạt động cao cấp từ nhiều hàng không mẫu hạm trong khi tàu trung cộng không thể đạt được cấp độ tích cực đó đó là một cách thể hiện cho trung cộng thấy rằng họ vẫn còn thua xa trong lĩnh vực này trung cộng có hai hàng không mẫu hạm chạy bằng nhiên liệu thông thường với khả năng thực hiện các hoạt động bay ít hơn so với các hàng không mẫu hạm hạt nhân khổng lồ của hoa kỳ nhưng việc sử dụng các hàng không mẫu hạm ở thái bình dương cũng cho thấy rằng một sự thay đổi hoạt động của ngũ giác đài sau khi các nghiên cứu trước đây của hải quân thực hiện với quân đội Iran, cho thấy các tàu lớn chẳng làm gì để có thể ngăn chặn Iran ở vịnh Ba Tư, Clark nói. Trước mối đe dọa của các hỏa tiễn các loại của Trung Cộng, các hàng không mẫu hạm có nhiều khả năng được sử dụng để kiểm soát trên vùng biển ngoài phạm vi vũ khí mở rộng của Trung Cộng. Ông nói, Hoa Kỳ và Trung Cộng vẫn chưa đạt được mức độ để hiểu biết hết những hành động quân sự vượt ra ngoài giới hạn ở Biển Đông cùng nhau. Các vấn đề phức tạp từ va chạm tàu cho tới việc các cuộc tấn công phi động lực hoặc chống lại các cuộc tuần tra trên không khu vực phòng thủ. Một số tổ chức đã kêu gọi Hoa Kỳ thiết lập bộ quy tắc ứng xử với Trung Cộng ở Biển Đông, tạo ra cho ngũ giác đài một loạt các lựa chọn để đáp lại các hành động khiêu khích của Trung Cộng việc thiếu các quy tắc nhất về cách giải quyết đối đầu trong khu vực hàng hải đông đúc xuất hiện. Khi các viên chức Hoa Kỳ băn khoăn về độ an toàn của các tài sản hải quân lớn nhất của họ, trong nhiều năm qua thì Trung Cộng đã đầu tư vào các hỏa tiễn chống hạm, đặc biệt là những hỏa tiễn tiêu diệt hàng không mẫu hạm từ xa, có khả năng buộc chúng phải hoạt động cách xa các hòn đảo nơi mà Hoa Kỳ mong muốn thể hiện sự hiện diện không ai có thể phủ nhận rằng một hàng không mổ hạm của hoa kỳ có một sức mạnh đáng ngạc nhiên một cựu viên chức quốc phòng nói vấn đề là hàng không mổ hạm cũng rất dễ bị tổn thương và người trung cộng đã suy nghĩ rất lâu để làm sao làm được điều đó